Sáng ngày 10 tháng 8, theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng Online tại bãi biển phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện tượng nghêu chết trôi dạt vào bãi biển cơ bản đã chấm dứt. Trên bãi biển, các đống nghêu chết trôi dạt vào từ những ngày trước vẫn còn vì chưa thu dọn kịp. Ngoài mép nước vẫn còn một số vệt vỏ nghêu bị sóng cuốn vào nhưng với số lượng ít. Cùng thời gian này, phường Hải Lĩnh đã huy động hàng chục người cùng 3 máy múc dọn dẹp nghêu. Một cán bộ phường này cho hay, thị xã Nghi Sơn đã giao cho phường triển khai thu dọn để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường. Một số ngư dân tại phường Hải Lĩnh cho biết, hiện tượng nghêu chết trôi dạt vào bờ gần như năm nào cũng có vào mùa mưa. Tuy nhiên năm nay nghêu chết với số lượng lớn. Nghêu chết, theo kinh nghiệm của ngư dân, có thể do nước nóng hoặc sốc nước ngọt. Vào mùa mưa, nước ngọt đổ xuống nước biển khiến độ mặn giảm, dẫn đến nghêu chết. Nghêu chết trôi dạt vào bờ là nghêu giấy, chỉ có ngoài tự nhiên. Loại nghêu này ở vùng biển Hải Lĩnh không có mà trôi từ nơi khác vào. Cách đây khoảng nửa tháng, ngư dân vẫn bắt đem về ăn. Cũng vào thời gian qua, nước biển có mùi hôi thối. Đây có thể là hiện tượng nghêu chết gây ra vì nghêu dạt vào bờ phần lớn chỉ có vỏ. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã thông tin, sáng ngày 9 tháng 8, người dân phường Hải Lĩnh bất ngờ thấy hiện tượng kỳ lạ, hiếm thấy. Dọc bãi biển có chiều dài khoảng 3 km, nghêu chết dạt vào dày đặc, nhiều nơi chất thành các đống lớn.